Chào bà con, đây là cái chỗ vùng Gia Vú nè. Ở nơi đây thì quay tiệm buôn bán hầu hết là tiệm buôn bán nhỏ, rồi có cái supermarket Star Nut Supermarket, rồi cái tiệm bán thịt của tôi Li Băng. Bây giờ khách là cũng đông tại cái nó gần cái sân ba kể ra, gần qua mặt kể thì coi rất là đông nhiều người mua, thì từ Hồi giáo tới đây ủng hộ nhau, thì coi nó cái thịt nó gọi là hala đó bà con, hala là coi giết theo kiểu mà từ Hồi giáo, mà thực ra thì không phải gì đâu. Vậy thịt nó cũng một chỗ nó cung cấp thôi, nhưng mà cái tên nó gọi như vậy để cho tụi Hồi giáo nó thích vậy đấy. Gà cũng vậy mà, thịt bò cũng vậy, nó đặc biệt nó không ăn thịt heo mà con, thì nó kêu là hala để cho tụi Hồi giáo nó thích. Thì hala thì mình không biết nó viết theo kiểu nào, không biết nó viết theo kiểu nào nữa, như cây cái là cây tụ Indo thì cũng vậy, cũng viết theo kiểu Hồi giáo đó, giống như kiểu mà nó không cắt tết như gì đó, nó để nguyên như vậy, nó cắt đó. Còn cái bên của nó thì là cái tiệm giặt quần áo của người Việt. Cái này để ở ngoài cho em, cần này thầy vô đông đá cho em nha, thầy hai bọc đông đá con, để ba bọc đông đá con, để một bọc ở trong cái tủ mát thôi nha, một bọc thôi, còn mấy cái này để đông đá nhé, để cái bọc đấy đông mát vào cái này nhé, tủ mát nhớ nhâm cho em mấy cái bọc bí nhỏ nha, chừng 3-4 bọc. Điều này em đi tên lửa tên lên cái đòi mượn mà từ chỗ này tới cái trạm xe lửa cũng rất là gần. Nhưng mà ở đây nó là cái vùng nhỏ thôi, chứ nó thuộc thành phố bên sau, cái vùng nhỏ. Cái trạm xe lửa này coi như làm nó cũng sửa sang ngoài bà con. Hiện tại bây giờ cái đây thì nó không bán vé nữa mà con, coi như mình chỉ mua cái cạc á, mua cái thẻ xong rồi vô. Nếu mà tủ đông đá đầy rồi không có chỗ thì bỏ cái chicken wing này ra ngoài cho em thôi, là tủ một bán luôn, tối về em ướp mai tụi nó làm. Ok nha. Đó. Đi xuống. Rồi có cả cái thang máy xuống, rồi đi không đi thang máy được á, không đi cầu thang được, phải xuống đi cầu thang máy. Đó thì cái mối cạc á, cái thẻ đó, mình cài như đây cái là bắt đầu nó tính tiền từ đây. Đó, coi giống với cái thẻ đó. Rồi đây đi nó nhận cho mình, coi như nó báo cho mình biết mình đã tính tiền rồi. Là coi mình đi tới trạm nào từ nơi đó tới mình tới xuống á, thì nó có một cái máy như vậy nữa. Mình cài vô. Rồi nó sẽ báo cho mình biết mình đi hết bao nhiêu tiền, coi như nó giảm biết bao nhiêu người bà con. Rồi cái việc kỹ thuật mới bây giờ nó máy móc nó sử dụng hết trơn trọi em, thì đặt cái số người làm việc nó giảm đi nhiều lắm. Rồi mai kia tới phần xe điện nữa, coi như mấy người mà thợ máy thì cũng thất nghiệp. Rồi mai kia cái phần AI chat nó ra nhiều đó, rồi giáo viên thì có đầu công việc cũng thất nghiệp cú xu hết đó bà con, coi chẳng biết tương lai sẽ như thế nào. Rồi nói chung là coi dần dần con người bắt đầu tới sự đào thải tới nơi rồi.
máy móc nó còn đây là cái tiệm bán hoa của người Việt các con. Đây cũng rất nhiều kiểu hoa. Thì mình tới mình nhá mấy bước thì coi sao. Ok. Đó, cái tiệm bán hoa này coi người ta sống đây cũng mấy chục năm rồi. Đây người ta làm mua luôn cả cái building nhà. Mấy chục năm để quay hoa hay đó, đẹp đẹp lắm bà con. Mình nhá ké cái đẹp á, nhiều kiểu hoa lắm. Để tôi cái tiệm bán này, đó cái ông vừa rồi ông đi ông là chủ á, thì bây giờ lớn tuổi rồi nhưng mà bây giờ có được công ăn việc làm á, thì người ta vẫn ra làm cho nó hoa hay thì đẹp quá trời bà con. Trời để ông tạo nó quá trời đẹp đi. Rất là nhiều kiểu hoa như thế này. Ok, đại khái mình chụp mấy bước gì đây bà con ha. Còn cây hoa hướng dương thì bà con cũng biết rồi ha, Việt Nam cũng có rồi. Rất là nhiều kiểu. Rồi tạm thời mình ngưng máy. Rồi mình đi về. Thì đại khái coi như nay mình đi quay cho bà con biết về cảnh ở hải ngoại như thế nào bà con ha. Rồi ai mà thích cái video của mình á, cho mình cái subscribe á, một cái like bà con ha. Ồ, chỗ này bị đàn con trống đâu á. Nó nhờ cái đèn xanh đỏ đó. Mình chạy mong có hồi cái hồi lát rồi chơi lâu lắm. Trước mặt mình là cái cầu thang vượt cho bà con, đã cái này cầu vượt nè, để nó dành cho mấy người mà đi bộ á, người ta băng qua. Ok, thì tạm thời mình ngưng máy cho mình không có thể nào vừa quay vừa thông tin được với bà con, rất là nguy hiểm, thì máy chụp gì đó nó để nhiều lắm.